Cảm ơn Chúa cho lời ngài trong Dân Số Ký chương 15. Chúng con cảm tạ ơn ngài cho lời hàng sống của Chúa. Chúng con chúc tụng cho lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay trong danh Jesus Christ. Amen. Chương này nói về các luật, các quy định khác nhau. Phần A là nói về của lễ ngũ cốc, của lễ chay đấy, của lễ quán và của lễ đưa qua đưa lại. Câu 1 đến câu 5, của lễ hy sinh của một con chiên luôn đi kèm với ngũ cốc và rượu. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đang ở, và các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt, hoặc một của lễ thiêu, hoặc một của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc một của lễ lạc ý, hay là trong những của lễ trọng thể, các ngươi muốn dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ có mùi thơm bằng bò hay chiên, thì ai dâng lễ vật mình phải dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay bằng 1/10 epha bột lọc nhồi với 1/4 hin dầu. Về mỗi con chiên con, ngươi phải dâng một lễ quán bằng 1/4 hin rượu với của lễ thiêu hay là với của lễ khác. Dân Israel đã ở trong một trong những điểm thấp nhất của lịch sử, vừa phản lại lời yêu cầu của Đức Chúa Trời để đưa họ vào đất hứa. Đức Chúa Trời đã để họ đi lang thang trong đồng vắng trong 38 năm. Cho đến khi thế hệ không tin, thế hệ vô tín đó ngã chết trong đồng vắng và một thế hệ đức tin mới sẽ bước vào tiến chiếm đất hứa. Tuy nhiên, ngay sau cuộc nổi loạn nhức nhối này và sự trừng phạt từ nơi Chúa, dân Israel đã nhận được những dấu hiệu quý giá về lòng thương xót, về sự chăm sóc và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Và các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt hoặc một của lễ thiêu. Đức Chúa Trời đã thương xót dân Israel. Trong phần này đề cập đến sự hy sinh, của lễ hy sinh để che đậy tội lỗi như là một biểu hiện của sự cảm tạ. Israel ở điểm thất bại của họ cần được nhắc nhở về sự chuộc tội hy sinh và sự cần thiết phải cảm tạ ngay cả trong đồng vắng. Ngũ cốc với lễ quán có nghĩa là đi cùng với hiến tế bằng huyết, nói lên sự cảm tạ và sự vui mừng. Chúng ta thực sự có thể cảm tạ và vui mừng ở trong Chúa, ngay cả khi chúng ta đang từ bỏ sự thất bại của chính mình và từ sự sửa phạt đầy yêu thương của Đức Chúa Trời. Phần đoạn này cũng cho thấy Đức Chúa Trời đã giúp đỡ dân Israel như thế nào. Phần này đọc giống như những đoạn luật mà Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn và chỉ dẫn cho dân sự Israel tại núi Sinai. Bây giờ sau thất bại của họ tại Kadesh Barnea, Chúa đang đưa họ trở lại trường học. Khi ngươi đã đến trong xứ, Đức Chúa Trời đã chăm sóc cho Israel. Đây là những mạng lệnh chỉ có thể được thực hiện ở trong đất hứa. Vốn có trong những mạng lệnh này là lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn họ đến đó và sẽ không để họ trong đồng vắng mãi mãi. Đức Chúa Trời phán, khi các ngươi vào trong xứ mà ta ban cho các ngươi đang ở, ngài nói, khi ngươi vào xứ hứa và không nói nếu như lúc mà ngươi vào trong xứ. Nghĩa là Đức Chúa Trời đã không và sẽ không từ bỏ Israel. Nhiều người tin Chúa chịu sự sửa trị của Đức Chúa Trời đã cảm thấy bị Đức Chúa Trời bỏ rơi, như thể ngài đã từ bỏ họ. Nhưng Đức Chúa Trời luôn ở gần người tin Chúa chịu sự sửa trị. Tại sao lại 38 năm mà không phải là 40? Là bởi vì dân Israel bây giờ là đã ra khỏi đồng vắng rồi. Và Kinh Thánh nói rằng họ đi lưu lạc trong đồng vắng 40 năm. Cái số thời gian còn lại nó là 38 năm. Câu 6 đến câu 7. Nhược bằng về một con chiên đực thì ngươi phải dùng một của lễ chay bằng 2/10 epha bột lọc nhồi với 1/3 hin dầu và 1/3 hin rượu làm lễ quán mà dâng có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Đó là những của lễ hy sinh bằng một con cừu đực để dâng tế lễ kèm với ngũ cốc và rượu. Câu 8 đến câu 10, sự dâng tế lễ của một con bò đực đi kèm với ngũ cốc và rượu. Nhược bằng ngươi có dâng một con bò tơ hoặc làm của lễ thiêu hoặc làm của lễ trả sự hứa nguyện hay là làm của lễ thú ân cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng chung với con bò tơ một của lễ chay bằng 3/10 epha bột lọc nhồi với nửa hin dầu và dâng nửa hin rượu làm lễ quán. Đây là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Bột mịn trộn với nửa hin dầu, mỗi con cừu đực và bò đực dâng tế lễ dường như đều cần lượng ngũ cốc và rượu lớn hơn để đi kèm với chúng, bởi vì chúng là những vật hiến tế lớn hơn. Sự hy sinh của lễ hy sinh, của lễ dâng hiến của chúng ta đối với Chúa càng lớn thì của lễ tạ ơn và sự vui mừng càng nhiều. Câu 11 đến câu 16. Đặc tính chung của những luật này, người ta cũng phải làm như vậy về mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con hay là mỗi con dê con. Tùy theo số con sinh mà các ngươi sẽ dâng thì phải làm như vậy cho mỗi con. Phàm người sanh ra trong xứ phải làm như vậy khi nào dâng một của lễ dùng lửa đốt có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu một khách ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời này sang đời kia dùng lửa dâng một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va thì phải làm y như các ngươi làm vậy. Trong hội chúng chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ ở giữa các ngươi. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Khách ngoại bang cũng đồng như các ngươi vậy, sẽ có một luật lệ như nhau cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Ngươi cũng phải làm như vậy,
Mọi người phải dâng của lễ mang theo là của lễ tạ ơn, là bằng ngũ cốc và sự vui vẻ của rượu. Đức Chúa Trời không muốn những của lễ hy sinh miễn cưỡng, khó nhọc dâng cho Ngài. Nếu một người không thể vui vẻ phụng sự Chúa, Thi Thiên 100 câu 2 đấy, thì Đức Chúa Trời không muốn sự phục vụ của người đó chút nào. Của lễ tạ ơn dâng đưa qua đưa lại, dâng lên Chúa, câu 17-21. Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se rằng, hãy nói cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi vào xứ mà ta sẽ dẫn các ngươi vào và ăn bánh của xứ đó, thì các ngươi phải lấy một lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi. Các ngươi phải dâng y như một cách dâng dơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi. Khi ngươi đến nơi vùng đất mà ta đem ngươi đến, điều này cho thấy những mạng lệnh này giàu có về lời hứa và sự khích lệ như thế nào. Đức Chúa Trời đặt tâm trí của họ vào đất hứa, mặc dầu họ còn cách đó rất xa. Ngài giữ tâm trí của họ về lời hứa của Ngài sẽ giúp họ nhìn vượt qua vùng đồng vắng và chuẩn bị tâm hồn của thế hệ trẻ để thành công nơi mà thế hệ già đã thất bại. Thì các ngươi phải lấy điều này khiến tâm trí họ hướng tới lời hứa. Ngay cả khi con cái của Đức Chúa Trời bây giờ không bước đi trong sự phong phú của những lời hứa của Đức Chúa Trời, thì họ cũng cần phải đặt tâm trí vào những điều trên trời. Ê-phê-sô chương 2 câu 6 nói rằng, Ngài làm cho chúng ta được đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngay cả khi bạn cảm thấy không giống như bây giờ, thì hãy đặt tâm trí vào những nơi trên trời đó. Phần B, biện pháp khắc phục tội lỗi. Giải quyết tội lỗi không cố ý, cả với tư cách là một dân tộc hoặc là với tư cách cá nhân. Câu 22-29. Khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn này mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, nghĩa là mọi điều chi Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho các ngươi, từ ngày Đức Giê-hô-va truyền những điều răn này cho và về ngày sau, trong những dòng dõi sẽ đến của các ngươi. Nếu là tội phạm vì lầm lỡ mà hội chúng không hay biết, thì cả hội chúng tùy theo mạng lệnh phải dùng một con bò được tơ dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay cùng lễ quán cặp theo, và một con dê được làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội dân Israel, thì hội chúng sẽ được tha vì làm một tội phạm lầm lỡ và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va lễ vật mình, tức là một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va luôn với của lễ chuộc tội đặng chữa sự lầm lỡ mình. Cả hội dân Israel và khách ngoại bang kiều ngụ trong dân đó sẽ được tha tội vì là bởi lầm lỡ mà cả dân sự đã phạm tội. Nhược bằng chỉ một người lầm lỡ phạm tội thì người đó phải dâng một con dê cái giáp năm làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ mà phạm tội như vậy trước mặt Đức Giê-hô-va, và khi đã làm lễ chuộc tội cho người thì người sẽ được tha. Khi lầm lỡ mà phạm tội thì sẽ có đồng một luật lệ cho các ngươi, hoặc là người sanh giữa dân Israel hay là khách kiều ngụ trong dân đó. Khi nào mà các ngươi lầm lỡ phạm tội, đáng kể là Kinh Thánh nói về những tội lỗi do bạn phạm tội một cách vô ý, không cố tình. Nhiều người ngày nay nghĩ và sống và cho rằng ấy, nếu mà tôi không cố ý, tôi không cố tình phạm lỗi ấy, thì tức là tôi không có tội lỗi. Nên là tôi đâu có cố tình đâu. Nhưng nhiều tội lỗi tồi tệ nhất được thực hiện là bởi những ý định tốt nhất, có lòng tốt hay có ý tốt. Ý định không có quan trọng gì khi kết quả đó là tội lỗi. Đặc biệt là trong thế kỷ 20, tất cả các loại tội ác và những tội lỗi khủng khiếp, những sự khủng bố, những tội lỗi đã được thực hiện bởi những người tận hiến cho lý do danh dự. Chủ nghĩa cộng sản tìm cách thiết lập một nền kinh tế công bằng, chính nghĩa, nơi mỗi người làm việc theo năng lực và hưởng theo nhu cầu của mình, và trở thành công cụ của tội ác diệt chủng hàng chục triệu người, như Pol Pot Insari. Ngày nay, trong nhà thờ nhiều người nói chuyện phiếm, nhiều người buôn dưa lê, nhiều người gây chia rẽ và tuyên bố họ có những chủ ý tốt nhất. Ngay cả khi chúng ta đồng ý rằng họ có ý định đúng đắn, họ vẫn có thể phạm tội nặng. Điều tương tự cũng áp dụng cho vô số tội lỗi khác mà chúng ta thường sẵn sàng bỏ qua hoặc coi nhẹ. Tất cả đều dựa trên cơ sở, rốt cuộc họ đều có ý tốt mà. Thì cả hội chúng cùng theo mạng lệnh phải dùng một con bò được tơ dâng làm của lễ thiêu. Những tội lỗi không chủ ý cần dùng huyết chuộc tội, một con bò đực phải hy sinh vì cả dân tộc đã phạm tội, và một con dê cái phải dâng của tế lễ vì một cá nhân phạm tội. Ngươi sẽ có một luật cho kẻ vô ý phạm tội. Không có ngoại lệ nào, tội lỗi là tội lỗi và phải được giải thích như vậy ngay cả khi động cơ có vẻ tốt. Giải quyết tội lỗi ngạo mạn, câu 30-31. Nhưng ai cố ý phạm tội, cái câu này có nghĩa là ngạo mạn hay là giơ cao tay. Hoặc người sanh trong xứ hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va, người sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Vì người đã khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và trái mạng của Ngài, người hẳn sẽ bị trút diệt, tội gian ác người lại đổ trên mình người. Nhưng người nào, bất cứ người nào ấy là phạm tội, cố ý phạm tội có nghĩa là ngạo mạn, tự phụ, nghĩa đen của nó có nghĩa là như vậy, hay là có nghĩa là giơ cao tay, tay giơ cao lên.
Nó nói về một tội nổi loạn trắng trợn chống lại Đức Chúa Trời và chống lại luật pháp của Môi-se và chống lại cả dân tộc. Người đó sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, bị trút diệt hoàn toàn. Tội gian ác người đổ lại trên mình người. Tội lỗi như vậy không được dung thứ trong Israel. Mạng lệnh này là một cơ chế văn hóa để giải quyết tội lỗi này và đảm bảo rằng sự phô trương, đạo đức công cộng mà lại ngạo mạn như vậy ấy, sẽ không được khen thưởng bao giờ. Điều này hoàn toàn trái ngược với văn hóa hiện tại. Ngày nay ấy, là nơi những kẻ tội lỗi khét tiếng trắng trợn được phần thưởng bằng danh tiếng và tài sản. Thay vì mặc cảm tội lỗi dành cho những kẻ như vậy, thì trong xã hội chúng ta ấy, ngày nay bất kỳ ai mà dám lên tiếng, lên án, gọi việc làm của họ là xấu hoặc là phán xét những nhân vật đồi trụy như vậy ấy, thì đều bị kết án. Xử tử một người vi phạm ngày Sa-bát, chương 32-3, câu 32-36. Và dân Israel đương ở tại đồng vắng gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. Những kẻ gặp người đương lượm củi dẫn người đến Môi-se, A-rôn và cả hội chúng. Họ bắt người giam tù vì điều phải làm cho người chưa nhất định. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, người này phải phạt xử tử, cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. Vậy cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá và người chết, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ tìm thấy một người đàn ông đang nhặt củi ngày Sa-bát. Đây là một ví dụ ngay lập tức về việc đối phó với một người phạm tội cố ý, tức là ngạo mạn. Tất cả dân Israel đều biết luật ngày Sa-bát và người đàn ông này chắc chắn nghĩ rằng mình là một nhà cải cách xã hội, can đảm, đã cố gắng dùng gương của mình để giải phóng dân tộc khỏi gông cùm của luật pháp thiên đàng. Có vẻ như câu chuyện về người phá luật ngày Sa-bát này minh họa cho việc phạm tội bằng cách là giơ tay cao lên, chống lại Chúa, chống lại điều răn của Chúa, ngạo mạn. Người đàn ông này chắc chắn phải bị xử tử. Thay vào đó, Đức Chúa Trời ra lệnh xử tử phạm nhân ngạo mạn này, khiến tất cả phải khiếp sợ. Điều này để tất cả đều biết rằng trật tự xã hội và luật pháp của Đức Chúa Trời là quan trọng hơn quyền lợi cá nhân của bất kỳ ai trong việc mà khi mà họ tấn công hoặc là phá hủy trật tự xã hội hoặc luật pháp đó của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hiểu cái ý nghĩa không giống như là xã hội tự do ngày nay. Xã hội tự do ngày nay ấy, giống như là rơi tự do luôn. Không còn một cái sức hút nào cả. Mà đây sức hút đây đó là điều răn của Chúa. Thì họ còn bước trên đất được và đó là đất hứa. Nhắc nhở cho một dân thánh, câu 37-41. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia, hãy làm một cái tua nơi các treo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua này, khi thấy nó, các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. Như vậy các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cái tua áo nơi treo áo và tua áo đó màu điều, chữ màu điều này nó cũng có ý nghĩa là màu tím xanh. Chúng nhằm nhắc nhở dân Israel biết họ thuộc về ai, họ là dân của Đức Chúa Trời. Những lời nhắc nhở như vậy là một phương thuốc hữu hiệu ngăn ngừa tội lỗi. Có lẽ một sợi chỉ màu tím xanh đã được truyền lệnh bởi vì hòm giao ước được phủ bằng một tấm vải màu tím xanh. Những tấm rèm màu tím xanh, trang trí đền tạm và màu tím xanh trong quần áo của thầy tế lễ thượng phẩm. Màu tím xanh đầy những lời nhắc nhở thánh thiện. Mà trong Kinh Thánh tiếng Việt, bản cổ của chúng ta thì gọi là màu điều đấy. Nhưng chính xác của nó là cái màu tím xanh. Khi thấy nó, các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo. Chúng ta có thể tưởng tượng một người Israel bị cám dỗ vào một loại tội lỗi nào đó và sau đó bắt gặp những bộ quần áo đặc biệt của mình, nhắc nhở anh ta về con người của mình, nhắc nhở chính anh ta ấy là người khác có thể thấy anh ta là ai. Để anh ta ngẫm nghĩ, suy gẫm ấy, đó là mình là một con cái Chúa chứ không phải là một đứa con của tội lỗi. Nó luôn luôn phản ánh khi mà mắt nhìn vào. Theo nghĩa này, quần áo và đồ trang sức theo chủ đề Cơ Đốc giáo và những thứ đó thực sự có thể phục vụ cho một mục đích. Những điều như vậy có thể nhắc nhở chúng ta về con người của chúng ta và cung cấp một loại trách nhiệm giải trình cho hành vi của chúng ta. Tuy nhiên, lòng ngạo mạn là bản năng của con người luôn tìm cách làm lệch đi những mạng lệnh tốt lành và thánh thiện của Chúa. Vào thời của Chúa Giê-xu, Ngài đã trực tiếp khiển trách về việc lạm dụng mạng lệnh này trong giới thượng lưu. Tôn giáo thượng lưu, nói về cách họ sẽ mở rộng đường viền quần áo của họ. Ma-thi-ơ chương 23 câu 5. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bày ra cho rộng, sủ cái tu áo cho dài. Họ làm rất là phô trương về sự thánh thiện của họ. Điều tương tự cũng có thể được nói về quần áo và đồ trang sức theo chủ đề Cơ Đốc giáo ngày nay. Nó cũng có thể bị lạm dụng theo cách tự cho mình là đạo đức giả. Phần tiếp theo là trong trang bibletudum.de nói về tội lỗi cố ý, tội giơ tay cao lên hay là tội ngạo mạn. Nghĩa đen của cái chữ này, tội lỗi cố ý, nó là như vậy. Cứu ước phân biệt hai loại tội lỗi không cố ý xảy ra và tội lỗi cố ý, nguyên nghĩa là giơ tay lên, giơ tay cao lên. Câu 27-31.
Những tội lỗi không cố ý mới có một của lễ chuộc tội lỗi và do đó được tha thứ. Ngay cả trong ngày lễ chuộc tội trọng đại, thầy tế lễ cũng chỉ đem huyết dâng tế lễ vì sự lầm lỗi, vì cái tội lỗi không cố ý, vì sự thiếu hiểu biết của dân chúng. Hebrew chương 9 câu 7. Và được nhắc đi nhắc lại trong các quy tắc về việc dâng của tế lễ chuộc tội lỗi trong Lê Vi Ký chương 4, người ta nhấn mạnh rằng đó là những của tế lễ về những tội lỗi do nhầm lẫn, do vô tình, do không cố ý. Nhưng nếu ai đó phạm tội một cách cố ý và chủ đích thì luật pháp không tạo cơ hội để chuộc tội. Linh hồn này chắc chắn sẽ bị trút diệt của bà Mụt. David biết sự khác biệt này, đó là lý do tại sao ông cầu nguyện trong Thi Thiên 19. Những lỗi lầm mà chúng tôi không biết, xin Chúa ngài tẩy sạch những cái tội lỗi mà chúng tôi không biết. Ông muốn Chúa nói rõ cho ông những tội lỗi đã xảy ra một cách vô thức, không cố ý để thanh lọc nó. Ông có thể dựa vào luật pháp. Rồi ông tiếp tục nói, xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Không có sự chuộc tội trong luật pháp cho những cố ý phạm tội như vậy. Loại tội lỗi bằng sự ngạo mạn, gọi là giơ cao tay lên như vậy ấy, thì luật pháp không có chỗ, không có sự tha thứ. Vì vậy, David muốn xin Chúa ngài cứu mình khỏi những cái đó. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta xin giữ chúng con khỏi điều ác, đó là những tội mà cố ý. Và điều gì sẽ xảy ra nếu David phạm tội với Bathsheba và giết Uriah? Đó không phải là một tội lỗi ngạo mạn, cố ý giơ cao tay lên sao? Nhưng đó là lý do tại sao ông nói trong Thi Thiên mà ông đã viết sau những tội lỗi này. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để cắt xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Thi Thiên 51 câu 18. Nhưng sau đó ông làm điều đúng duy nhất, ông nương náu trong ân điển của Đức Chúa Trời. Câu 17. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Điều đó thật táo bạo nhưng không có ngạo mạn vì nó tương ứng với những suy nghĩ của Chúa. Đúng vậy, con người của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đã biết rằng không có xác thịt nào được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời khỏi các công việc của luật pháp. Nếu có sự biện minh thì đó là chỉ bởi một mình ân điển mà thôi. Ngay cả khi không còn sự hy sinh tế lễ chính đáng nào nữa thì vẫn còn có sự hy sinh của khối óc và một trái tim tan vỡ, một tấm lòng tan vỡ. Và ngày nay chúng ta có thể ca ngợi ân điển của Đức Chúa Trời biết bao nhiêu khi biết rằng ân điển này dựa trên của tế lễ một lần đủ cả ở trong thân thể của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tiếp theo đây là nói về ngày Sa-bát và ngày Chủ nhật. Về ngày Sa-bát có ý nghĩa gì? Nó được nhắc đến lần đầu tiên trong câu chuyện tạo dựng. Nó nói rằng 6 ngày Chúa ngày tạo dựng và Đức Chúa Trời ngày nghỉ vào ngày thứ 7. Ngày Sa-bát và ngày khiến cho cái ngày nghỉ đó nên thánh. Sáng thế ký chương 2 câu 2 đến câu 3. Ngày Sa-bát chỉ được nhắc đến một lần nữa liên quan đến luật pháp trong sách thứ 2 của Môi-se. Điều này đã cho thấy rằng ngày Sa-bát không phải là một pháp lệnh đạo đức có giá trị cho mọi thời đại. Đúng hơn, ngày Sa-bát thuộc về phần nghi lễ luật pháp đã được ứng nghiệm ở trong Đấng Christ, Côlôse chương 2 câu 16. Đáng chú ý là ngày Sa-bát không được giữ cho đến khi sau khi mà dân đã được cứu chuộc và được thánh hóa như dân của Đức Chúa Trời trong Phục Truyền chương 5 câu 15. Khá nhớ rằng Ngươi đã làm tôi mọi trong xứ Ai Cập và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Trong xuất Ai Cập ký chương 20 câu 12. Ngày Sa-bát dành cho một dân tộc được cứu chuộc chứ không phải cho toàn thế giới. Vẫn còn một ngày nghỉ Sa-bát của dân Chúa ngày nay và chỉ dành cho họ. Ngày đó còn lại Hebrew chương 4 câu 6. Sự nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát thực sự chỉ có thể được tìm thấy qua Đấng Christ. Trong ngày đó thì công việc bị loại trừ. Đó là lý do tại sao ở Israel vi phạm ngày Sa-bát là phải bị giết. Dân số ghi chương 15 câu 32. Nếu cây bóng phải được bảo vệ nhiều như vậy, tức là luật cựu ước là cây bóng của tân ước. Nếu như cây bóng được bảo vệ nhiều như vậy thì thực tại của Đấng Christ càng được bảo vệ nhiều bao nhiêu. Khi Chúa Giêsu ở trên đất, Ngài cho thấy rằng dân Do Thái, những người muốn thiết lập sự công bình riêng của mình, không có sự an nghỉ trong ngày Sa-bát. Đó là lý do tại sao Đấng Christ đã làm nhiều phép lạ, đặc biệt là vào ngày Sa-bát. Thì bóng đen vụt qua, Đấng Christ đã đến. Sau khi bị đóng đinh, Chúa Giêsu đã ở trong mồ. Mãi đến ngày hôm sau, ngày Sa-bát, tức là ngày đầu tuần lễ, Ngài mới sống lại từ cõi chết. Và sau đó 7 ngày, Sa-bát trôi qua. Cho thấy rằng ngày Sa-bát và các quy định của luật pháp phải được hoàn thành hoàn toàn. Khi Đức Thánh Linh đến trên đất này và thành lập hội thánh của Đức Chúa Trời, lúc đó là sự kiện toàn. Ngày nay chúng ta đứng trên nền tảng của sự tạo dựng mới, bắt đầu với sự phục sinh của Chúa Giêsu vào ngày đầu tiên trong tuần lễ. Mỗi cơ đốc nhân cần phải hiểu rằng họ không phải giữ ngày Sa-bát như trong cựu ước cũ nữa, trong sự sáng tạo thứ nhất. Nhưng Chúa Giêsu Christ là sự bắt đầu của sự sáng tạo mới, con người mới, và Chúa Giêsu là Chúa của ngày Sa-bát.